Mến chào các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh anh LTK Bonsai nha. Em tên là Ngọc Bích, em ở là Dung Đồng Tháp. Số điện thoại mua hàng với em là 0706 961085. Trong clip đợt này em cũng rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa dành cho nhà vườn em nha. Hôm nay là em cũng có lên một clip ngũ sắc nhiều màu nha, để phục vụ Tết cho cô chú anh chị mình nha. Đầu tiên là em vô cây ngũ sắc. Ngũ sắc cái này là số điện thoại liên hệ của em là 0706 961085, cũng như là số Zalo nha cô chú anh chị. Đầu tiên là em vô cây trang, cây giấy ngũ sắc nha. Cái này là đen nở bông gỗ đủ 5 màu nha cô chú anh chị. Màu đỏ nè, màu vàng nè, màu cam nè. Nụ vẫn còn nha cô chú anh chị. Mình đừng sợ Tết mình không có bông chơi nha, nụ vẫn còn nha. Nụ còn rất là nhiều luôn nha. Rồi một màu hồng sắc pháo nữa nha. Phơm tàn thì rất là dày đặc luôn. Kép mắt kép này thì đã được nó liền lại với nhau rồi nha cô chú anh chị. Đây, thân nè, thân rất là năng cây luôn nha. Cái thân em đo đây là 11 luôn. Em đo sát ở trên thân rất là lực, nặng. Đây, cái hoành đế nè cô chú anh chị thấy không? Nguyên một bộ đế là không có chạy xước gì hết nha. Đế rất là sạch luôn. Khi ship á, là em ship luôn cả cái chậu như thế này cho cô chú anh chị luôn nha. Gồm phân rất là nhiều luôn nha. Mặt đường kính mặt ngang vậy là 60 luôn nha cô chú anh chị. Cao 1m6, tay ngang 1m6, hoành 30. Mã số 1 này em cũng xin giao lưu là 1,3 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Chị nói cho tôi luôn rồi sao. Trong quá trình giấy ship á cô chú anh chị thì đi thì nó sẽ rụng một số bông già nha cô chú anh chị. Một số ba cái bông già. Chứ còn nụ búp búp nè, chứ những cái bông mà mới nở thì sẽ không có rụng nha. Tại trong quá trình khi ship á, em cũng tưới nước vô chậu nữa cho nó giữ nước á. Nó rụng bông. Cái này là cũng ngũ sắc 5 màu mã số 2 nha cô chú anh chị. Phơm tàn nè, y gan cây dù luôn, vàng xương nè cô chú anh chị. Cái vàng xương rất là dày đặc luôn nha. Này là đủ 5 màu, cao 1m6, tay ngang 1m6, hoành thì 25 luôn. Củ đế rất là đặc luôn nè cô chú anh chị. Đế đẹp nha. Không có vết thẹo, không có vết chạy xước gì nha. Đế này cũng đế sổ luôn, độ sổ của nó là 30. Tổng cái đế là 60 nha. 61 em tính 60. Những này em có đo trừ hao cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cây này còn đen nụ bút bút rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Các mắt kép thì cũng đã được nó liền lại với nhau rồi. Tiếp theo mã số 2 em cũng xin giao lưu là 1,250,000. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship, ship luôn cái chậu luôn nha. Đây, cây này mà Tết chân trước nhà rất đẹp nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Đây, phơm tàn nè, rất là dày đặc nha cô chú anh chị. Nụ bông mà đen búp búp, một số nở gộ, còn một số là búp búp nụ nữa nha cô chú anh chị. Cái này là giấy thái, là mình chơi xây chuyền, xây chuyền quanh năm luôn nha. Giấy thái thường thường là nó rất là siêu bông luôn. Phơm tàn thì rất là tròn trịa nha cô chú anh chị. Vàng xương thì dày đặc nữa nè. Phơm tàn rất là dày đặc luôn. Các mắt ghép thì đã được nó liền lại với nhau rồi. Đây, bộ đế nè cô chú anh chị. Bộ đế rất là quái nha, cũ rất là đặc luôn nè. Rễ nó ôm bó sát lại với nhau nha, cũ rất là đặc luôn. Rồi mã số 3 này cao 1m6, tay ngang 1m6, hoành 27. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu là 1,250,000. Cây phơm tàn rất là dày đặc nha cô chú anh chị. Cái bầu này chi phí ship rất cao nha cô chú anh chị. Cái bầu nó rất là nặng luôn. Em ship là ship luôn cái chậu cả phân như thế này. Mà em tưới nước thêm nữa cho cây mà nó giữ được cái độ bông, nó không có bị rụng nhiều á.
khi quá trình ship vận chuyển rất là cao luôn nha. Mã số 4 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha cô chú anh chị. Phơm tàn y gan cây dù luôn nha. Này là đủ hết 5 mặt hoa nha. Màu hồng sắc pháo, màu trắng quốc hồng, màu kem, màu vàng, màu đỏ. Ủa cây này là 4 màu nha cô chú anh chị. Cây màu này, cây này là tứ sắc nha. Em quên, cây này là tứ sắc nha. Có màu hồng sắc pháo, màu kem, màu vàng và màu trắng quốc hồng nha. Nó hiếm một màu đỏ, cái này là tứ sắc nha. Cao 1m7, tán ngang 1m7, hoành 27 nha. Củ đế rất là quái luôn nha cô chú anh chị. Đây, củ đế nè, rất là quái luôn. Cây là không có chạy xước gì hết nha. Bộ đế rất là sạch luôn. Rồi mã số 4 này em xin giao lưu là 1,2 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship em ship luôn cả chậu như thế này luôn nha. Rồi. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Cây này được tông một cốt nè cô chú anh chị. Cây lùng lực nha. Em đo cái hoành thân. Hoành thân của nó là 15,5 nha cô chú anh chị. Cây rất là lực nha, cây sạch luôn nè. Hốc thân sạch luôn. Phơm tàn rất là dày đặc, củ đế cũng đẹp luôn nha. Đế rất là đặc luôn nè. Cao 1m5, tán ngang 1m7, hoành 24 nha. Này phơm tàn cây dù luôn nha cô chú anh chị. Đây. Rồi mã số 5 này em xin giao lưu là 1,1 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship em ship luôn cả chậu như thế này luôn nha. Xuống cây. Tiếp theo mã số 6. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng là một cây đỏ lửa luôn nha cô chú anh chị. Màu đỏ lửa này Tết mình trưng rồi gực gỡ nha. Phơm tàn nó rất là dày đặc luôn. Đây, mặt hoa đỏ lửa rất là tươi nha cô chú anh chị. Đây. Phơm tàn nè. Cái này là về mình lấy bo đỏ lửa không mà cũng rất là nhiều bo luôn nha cô chú anh chị. Kê rất là nhiều đợt kê luôn rồi. Mới được cái phơm tàn mà nó dày đặc như thế này nha. Các mắt ghép nè, đã được nó liền lại với nhau hết rồi. Cao 1m3, tới ngang 1m3, hoành là tới 29 luôn nha. Cái củ nè cô chú anh chị, củ đế nè, rất là lớn nha. Củ cũng rất là đặc luôn nữa, nó ôm với nhau nè. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu là chỉ 850.000 thôi, em bao ship toàn quốc. Khi ship ship luôn cái chậu lớn như thế này luôn cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo mã số 7 là một cây sọc hồng gân nha. Hồng gân. Đây. Cái màu nó nè cô chú anh chị, màu trắng xen lẫn với màu hồng nha. Cái màu rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây, nhìn cái dáng rất là đồng đều nha. Dáng rất là tương xứng luôn. Cao 95, tán ngang 1m, hoành thân là tới 16 luôn. Củ đế nè cô chú anh chị thấy. Củ đế nó nhỏ mà nó rất là có duyên nha. Cây này về Tết mình mua mình trưng trước nhà rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Nó còn nụ búp búp nè. Rất là nhiều nụ luôn nha. Rồi cây sọc hồng này em cũng xin giao lưu là 550.000. Sọc hồng còn gọi là hồng gân đó nha cô chú anh chị. 550.000 em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship ship luôn cái chậu như thế này luôn nha. Tiếp theo mã số 8 cũng là hồng gân luôn. Cái màu hồng gân này rất là tươi nha cô chú anh chị. Nhìn rất là sáng luôn nha. Nè, bông này là nó cũng chơi xe chiền với nhau nha. Chơi quanh năm luôn nha. Nè, nó cũng còn búp búp nè cô chú anh chị ha. Búp rất là nhiều luôn nè, nụ nè. Chơi quanh năm mà bông là rất là lâu tàn luôn. Phơm nè, tàn tán rất là dày đặc luôn nha cô chú anh chị. Cao 1m15, tán ngang 1m, hoành thân là 20. Mã số 8 này em cũng xin giao lưu là 650.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship ship luôn cả chậu như thế này luôn. Tiếp
Tiếp theo mã số 9 cũng là một cây hồng gân luôn. Cây này đang đâm nụ rất là nhiều nụ nha cô chú anh chị. Đó. Còn mà búp thì nó lai màu trắng như nè. Khi mà nó gỗ xíu thì nó có màu hồng. Màu hồng như thế này nha. Sọc hồng nụ nè cô chú anh chị thấy. Nụ rất là nhiều nha. Cây này về mình chơi Tết rất là đẹp luôn. Cao 1m15, tán ngang 1m, hoành 22. Củ nè, củ này rất là tròn trịa nha cô chú anh chị. Rồi mã số 9 này em cũng xin giao lưu là 650.000, em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là cũng là một cây sọc hồng tông một cốt nha cô chú anh chị. Đây, tông một cốt nè. Nụ rất là nhiều nụ nha cô chú anh chị. Nó đang đâm tược, đâm đọt ra rất nhiều nha. Này nhà vườn ta kê bây giờ nó đang đâm tược ra. Vừa đâm đọt vừa đâm nụ luôn. Nụ búp búp nè cô chú anh chị ha. Nụ búp búp rất là nhiều luôn nha. Em xây một vòng là tàn tán thì tròn do nha. Cây này có chiều cao là 1m25, tán ngang 1m05, hoành thân là 22 nha. Cái thân cây cũng rất là năng nha. Hoành 11 luôn nè. Thân cây là 11 nha. Đế đây còn nhiều này gì cô chú hai chậu á. Mình nâng bộ đế lên giùm em xíu nữa nha. Đế còn dưới đây nè. Rồi mã số 10 em xin giao lưu 650.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship em ship luôn cả chậu như thế này luôn nha. Tiếp theo mã số 11 là một cây tím tí tông một cốt nha. Tím tiết đợt này tông một cốt là em về được một cặp nha cô chú anh chị. Tông một cốt cao như thế này nha. Một cốt có thân rất là sạch luôn nha. Cây không chạy xước gì hết nha. Cái này giờ mà mình làm tàn dù rất là đẹp luôn nha. Cây đang cho ra nụ nè. Nụ búp búp rất là nhiều nụ nha cô chú anh chị. Cái này giờ mình làm tàn dù mà khi bông nó nở gỗ ra ha là rất là đẹp luôn. Cao 1m6, tán ngang 90, hoành tới 21 luôn nè. Củ đế nè cô chú anh chị. Về mình thay vô cái chậu gốm sứ á. Nhìn cái cây này là nó đẹp lên liền luôn. Bộ đế rất là quái luôn nha cô chú anh chị. Đây. Rồi mã số 11 này em xin giao lưu là 700.000. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Khi ship là em ship luôn cái chậu như thế này. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 cũng là một cây tím tiết luôn. Tông một cốt luôn. 11, 12 là một cặp nha cô chú anh chị. Đây. Cây này cao 1m6, tán ngang 90, hoành thân là 21 nha. Em nghiêng xuống cho cô chú anh chị coi mặt hoa tím tiết nè. Hoa khi nở gỗ là nó có cái mùi thơm nhẹ nhẹ nha cô chú anh chị. Bông chơi cũng rất là lâu tàn luôn. Hoành thân là tới 21 luôn nha. Củ đế này nè. Rất là đặc luôn nha. Uống lượng rồi nè. Rồi mã số 12 em xin giao lưu là 700.000. 11, 12 là được một cặp nha cô chú anh chị. Cặp này về làm tàn dù rất đẹp nha. Tiếp theo mã số 13 là một cây cẩm thạch tím nha cô chú anh chị. Này có độ khó khăn nha. Cây này có độ khó khăn cao nha. Cái dáng nè cô chú anh chị. Cẩm thạch màu tím. Cái màu nó rất là sáng nha cô chú anh chị. Cái màu cẩm thạch này nè. Đợt này lâu lắm rồi mới về. Cây cẩm thạch mà có khó khăn. Cái bộ đế nè cô chú anh chị thấy. Bộ đế như là dáng hình con thú vậy nha. Nè. Đế rất là quái luôn à. Nhìn cái dáng nè cô chú anh chị. Em xây chậm chậm cho cô chú anh chị mình xem nha. Cái dáng nè. Y gan là một hình một con thú vậy nha. Hình thú nha. Cây có độ khó khăn luôn. Một màu tím. Rồi mã số 13 này cao 1m2, tán ngang 1m, hoành 17. Em xin giao lưu là 650.000. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Cái cây này về mình chơi dáng bonsai cũng rất đẹp nha. Rồi. Tiếp theo mã số 14 là một cây ba màu lửa nha cô chú anh chị, tông một cốt nha. Ba màu lửa tông một cốt. Đây là một màu tím lửa. Một màu đỏ lửa.
và một màu cam lửa. Đây màu cam lửa khi nấu gỗ nè, vẫn còn nụ nha cô chú anh chị. Cây này là nụ nó đang đâm nụ nha, nó chưa chỗ ra hết nha. Cây này mình mua về Tết mình trưng trước nhà hay là nào, thường giấy lửa màu lửa là nó chỗ bông rất là gộ luôn nha cô chú anh chị. Thân đế thì uốn lượn nè, đế là không có vết hẹo gì hết nha, gốc rất là già luôn rồi. Rồi mã số 14 này cao 1,5m, tán ngang 1,5m, hoành 20. Mã số 14 em xin giao lưu là 600.000. Một cây ba màu lửa nha. Cây này về mình lấy bo rất là được nhiều bo luôn nha. Rồi xuống cây. Tiếp theo mã số 15 là một cây giấy ngũ sắc dán bay nha cô chú anh chị. Dán bay nha, thân thì một cốt nữa, dán hai bay nè. Cái này giờ về cái dán này về mình làm tàn dù mà hơi uốn lượn nha, dán cũng rất đẹp nha. Đây, cái này là đủ 5 màu nha cô chú anh chị. Đang bông nha, vừa bông vừa có nụ nữa. Cao 1,5m, tán ngang 1,5m, hoành thân là 15. Dán bay nha. Bộ đế nè cô chú anh chị, đế rất là có duyên nha, đế cũng đặc nữa nha. Rồi mã số 15 này em xin giao lưu là chỉ 600.000, em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship em ship luôn cả chậu như thế này luôn nha. Tiếp theo mã số 16. Mã số 16 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn nha cô chú anh chị. Đen bông gật gỡ nha, vừa có bông vừa có nụ luôn. Phơm tàn nè, phơm tàn tròn do nha. Cao 1,5m, tán ngang 1,4m, hoành thân 17. Cái này ngũ sắc này em có hai loại nha cô chú anh chị. Như đầu clip là cây lớn, còn cái này là cây dừa nhỏ gọn nha. Em có chia ra nha. Cây kia thì cây lớn thì giá tiền lớn, cây nhỏ thì giá tiền nhỏ. Cái cây này nè, mình nhà nào cô chú anh chị nào mình không có không gian lớn á, mình trưng những cái cây này nè. Nó vừa nhỏ gọn tiện lợi nha. Cao 1,5m tới ngang 1,4m, hoành thân 17. Rồi mã số 16 này em xin giao lưu và chỉ 600.000 thôi, em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship em ship luôn cả chậu như thế này nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng của em là 0706 961 085 cũng như là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 17. Cũng là một cây ngũ sắc luôn nha cô chú anh chị. Cây này được khóc khăn nha. Cây này được khóc khăn nha. Cao 1,4m, tán ngang 1,5m, hoành thân là 17. Dán này nè, cũng dán hơi nghiêng nha, hơi ba ba nhẹ nha cô chú anh chị nè. Phơm tàn ở trên được 4 thân đi ra nha. Cái này là đen đâm nụ nè. Đây bộ đế nè, bộ đế rất là sạch luôn nha cô chú anh chị. Không có chạy xước gì hết nha. Nụ thì đen búp búp lên rất là nhiều nha. Rồi mã số 17 em xin giao lưu là 600.000, em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship là em ship luôn cả chậu như thế này luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn nha. Cái này là phơm tàn dù. Đây, cái này là lên đủ 5 mặt hoa nha cô chú anh chị. Vừa có búp búp nữa nè. Búp nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Cây này về Tết mình về chơi là rất là đẹp luôn nha. Búp nụ rất là nhiều luôn. Cái hồn giấy ngũ sắc lá hái này nè, nó xuyên hoa lắm cô chú anh chị. Nó chỗ hoa quanh năm luôn à. Củ đế nè, nhỏ gọn rất là có duyên luôn nha. Đế sạch luôn nha. Cao 1,5m tới ngang 1,45m, hoành 20. Mã số 18 này em cũng xin giao lưu là 600.000, em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship là em ship luôn cả chậu như thế này luôn nha. Tiếp theo mã số 19. Cái này là cây thân một cốt nha cô chú anh chị, có độ khó khăn nha, cây có độ khó khăn nha. Phơm tàn thì cô chú anh chị thấy chia ra rất là nhiều nhánh nha.
cao 1,5 m, tán ngang 1 m, hoành 21 nha. Đây, cây tông nè, cô chú anh chị nhìn cái dáng rất là đẹp nha. Đang nụ nha cô chú anh chị, đang đơm nụ rất là nhiều luôn nha. Rồi, mã số 19 này em xin giao lưu 600 ngàn. Cây 20 là cây cẩm thạch đó. Giấy đợt này em về là vừa có búp nụ mà vừa có hoa nở nữa nha cô chú anh chị. Nên về mình cứ chơi Tết là thoải mái nha. Này là mấy loại giấy này là cô chú anh chị là hầu như mình chơi quanh năm được luôn. Nó xuyên ra có hoa lắm. Mã số 20 cũng là một cây màu cẩm thạch màu trắng nha. Đây, phơm tàn trồng do luôn nha. Cây có độ hớt khăn nè. Nhìn cái dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dáng nè, như dáng bonsai vậy nha. Phơm tàn vàng xương ở trong mà rất là dày đặc luôn. Nụ bông thì búp búp rất là nhiều luôn nha. Củ đế nè, nó nhỏ nhưng mà nó rất là có duyên luôn nha. Uống lượng nè. Cao 80, tán ngang 80, hoành thân 11. Mã số 20 em xin giao lưu là 450 ngàn. Nụ nè cô chú anh chị. Đây, nhìn dáng cái dây đây vàng xương nè. Nó uống theo chiều này rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Vàng xương nè, nó uống gì nè, vàng xương rất là dày luôn. Còn mã số 20 em xin giao lưu là 400 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship em ship luôn cái chậu như thế này luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 21 là một cây cam hừng chậu nha. Cam hừng chậu này em đã hừng chậu sẵn rồi nha cô chú anh chị. Về Tết là mình chỉ có đem ra mình trưng thôi nha. Hiện tại thì cây đang búp nụ nè. Cây cam hừng chậu này em có số lượng nhiều nha. Cô chú anh chị nào mình lấy từ 10 cây trở lên á thì em có giá sỉ rất là mềm luôn nha. Em đo chiều cao cho cô chú anh chị nè. Cao 80. Tổng tán ngang của nó là 1 m. Cây này một cốt có thân thấp nha. Hoành thân là 13,5. Em tính 13 luôn nha. Thân một cốt có thân thấp. Rồi mã số 21 em xin giao lưu là 400 ngàn. Em bao ship toàn quốc nha. Khi ship thì em rút chậu bó bầu cho cô chú anh chị mình nha. Tại quá trình ship á, nếu như ai ship luôn cái chậu thì nó sẽ bể nha. Rồi cây cam cũng là phần cuối clip ạ. Phần cuối clip là em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em dưới clip vừa rồi ạ. Trong clip đợt này rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ nhà vườn em nữa nha. Em xin chân thành cảm ơn. Hẹn cô chú anh chị vào clip đợt sau ạ.